Má, có khi nào cậu ba gạt mình không? Em nghĩ là cậu ba sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Bởi vì những người trong danh sách này, nếu như ai bị oan, họ sẽ kéo đến sang màn sớm muộn. Đúng đó. Bởi vậy con chuẩn bị kế hoạch tiếp quản đi là vừa. Ba con nói nếu như đám người đó là đám phản bội thì sẽ đồng ý giao cho má một nửa địa bàn của tụi nó. Hải Đường, lần này công của em là lớn nhất á. Nè, Hải Đường là em kết nghĩa của má. Con xưng hô như vậy à? Trời ơi, kêu vậy thì thân mật má, đúng không Hải Đường? Em còn đau hả? Ừ, em đau một chút thôi. Ok, lần này là lỗi của anh, cho anh xin lỗi. Từ nay á, anh sẽ như má, xem em là người nhà. Nè, sắp tới có tiệc gia đình, chị sẽ giới thiệu em với anh Thiên. Em nói cho em biết nha, bữa tiệc này á chỉ có người đứng đầu mới được tham gia. Em mà dự tiệc về, bảo đảm từ nay giới giang hồ ai cũng nể mặt em. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VieON.